Hello mọi người, chào mừng quay lại với kênh T Gaming nha. Tiếp tục mọi người, mình đang ở server Việt Nam mà. Chơi ở server Việt Nam thì nó binh nó thấp nên là chơi mọi người. Nếu mà nước ngoài thì nó binh nó cao lắm. Mình đang chơi xúc sắc siêu tốc ha, nói chung là test đội hình chơi này nhanh. Đây, đội hình mình đang có là cực tốc ha, không có tướng gì mình bỏ tướng nó vô death trước đi, vẫn chưa biết chơi gì. Rồi, cái nâng cấp đầu tiên lấy hàng chờ Pandora luôn mọi người. Muốn có tướng 3 sao thì cái này là ngon luôn. Lấy chinh phục của nhà. Đang có xíu xíu đồ. Nói chung là đang tính chơi học viện mọi người. Mấy đội hình khác thì chơi rồi mà học viện chưa chơi, không biết nó làm sao. Thôi ông nội bên kia cũng kết luôn hả? Ở lòng mình chinh phục luôn hả? Mà đã rớt ổng 2, Raven 2, thêm vô cực nữa, chịu. Nói chung chơi xuất sắc siêu tốc này có 20 máu rồi mọi người. Nên là death cứng cứng thiếu với hồng là dễ đi lắm. Khó hơn cái khó hơn là mình chơi thường. Rồi bỏ Leona vô kích vệ binh luôn. Rồi kiếm 2 sao trước mọi người, đang nó ra ngẫu nhiên tướng mình cần chứ là. Yeah. Ba tiền. Rồi, thua 2 gián rồi. Đứng gần chót bảng luôn. Từ 2 máu, còn 16 máu. Wow, ra gấp lăng luôn kìa. Lăng nếu mà chơi song hình thì cũng ngon anh em. Mùa này tôi thấy song hình là mọi người chơi nên chơi song hình. Bỏ hàng trước thì nó tăng, mà bỏ hàng sau thì nó đam. Rất là ngon luôn. Mà kích có 4 ăn à, kích mất 4 là được. Rồi có luôn. Có luôn Swain. Dạng nó đổi nha mọi người, ví dụ như mình sẽ quên bỏ đằng sau á là nó sẽ quýnh nó tăng phát đại sát thương, còn bỏ trước thì nó tăng cũng chịu. Ây da, còn có 14 máu à. Thường thì sẽ quên thì nên đẩy trước nè, nó tăng rất là tốt, nó hồi máu dữ lắm. Lật 2 có
4 chinh phục luôn nè. Quẩy luôn, hợp lý. Lượm được đóng tiền. Tinh đồ ra nhiều à. Bùa đỏ chinh phục, ấn chinh phục à, lấy năng lượng nha anh em, làm sao hồi năng lượng nhanh cho nó mau chi chiêu. Rồi cái giáp gai hữu tượng thì ép cho Sequen anh em, còn nếu muốn hồi máu nhanh thì anh em ép cho nó cái quyền trượng nguyên thần á, còn nó hồi máu như trâu điên luôn. Lột rít hả? Level 2. Rêu. Ây da. Chót bản luôn mọi người. Tôi tính chơi học viện kết hợp với song hình, nói chung học viện nó cũng hơi kết hợp với vệ binh nữa, cái nào cũng được. Thấy song hình Swain thì nó tăng tốc. Level 2 luôn hả? Rồi, qua học viện luôn nè. Thích học viện từ mốc 3 là anh em có thể có đồ của học viện này. Đồ này ngẫu nhiên ha. Gì, phản kích hả? Chung mình không chơi không chơi phục kích anh em. Chủ yếu là mình chơi học viện để làm nhiệm vụ vô học viện nữa. Ừ, cà vành nó quăng rèo rồi. Cà vành này anh em cứ cuồng đao anh em lắp cho nó là nó quăng thôi rồi luôn. À, dập máu luôn mọi người. Này xúc sắc xù tóc thì cứ run thôi. Giờ kiếm Swain 3 nè. Cứ ra Swain thì giữ lại. Mấy ông kia cũng chơi Swain nè. Rồi ép đầu cho rất lăng. Ông kia Sira 3 luôn hả? Rồi còn 4 sĩ luôn. Kiểu này chắc đứt luôn quá nè. Rồi Swain 2 luôn. Quyền. Rồi reo ra. Mới bán cái ra. Sacrifices must be made. Quyền 2 không biết tụ được nói không?
Rồi lấy công phòng thủ hả, chinh phục. Rally to me. Like what you see. Đó, hai con ba tiền hay sao nhận ra cách lăn như Swain gì cũng được. Rồi, ép phú tượng dấp gai với cây gậy hợp lý luôn em. Rồi dấp máu đi, full tăng luôn. Phép thì chắc để cho con Elite nha. Má single nó bảo sao à, single bị điên à. Lỗi bác học điên biết rồi. Ăn được anh em. Tưởng chết nhưng mà không sao, chưa chết. Quậy ngon luôn. Ra cả Swain rồi ra cả Gách Lăng luôn. Quá thơm. Cái lỗi này rất là ảo nha anh em chỉ cần kiếm tướng mình đồng giá tiền, anh em kiếm 2 sao xong rồi cái rồi cái lăn bao lên em. Để đó lần 2 đổi ra. Có hai con quá hình xong hình 3 sao thấy khỏe rồi đó. Từ chót bản có thể là lật ngược hình thế rồi đó. Con kia cũng 3 sao kìa, không có đồ. Rồi, tuyển một ông lên đường. Mình đầu tưởng mình đai không anh em. Mà hên phát lên Swain 3 với Gách Lăng 3 kìa. Các vọt liền. Đồ học viện này anh em đeo cho mấy tướng học viện thì nó tăng gấp đôi chỉ số hả? Đó, từ 1.3, 1.4, 1.5 bằng kích. Còn 1.6 thì anh em phải có ấn. Rồi, lấy cho em màu luôn. I'm doing this my way. Sevica. Em tự quen luôn em, ba sao rồi, tăng máu hả? Máu cũng được, ngon. Cái mét rêu 3 sao nữa nhỉ. Ok quá khổ. Lên ngón luôn cho hình mờ là hợp lý luôn. Ăn cốt đại sát thương. Rồi lấy chị xuyên phá cho thêm mờ luôn nè. Imagine us here. Asimba. Hey. The world kneels to the Medardas. Gotta die sometime. Rồi, người lên tướng 5 tiền kiếm dây nó hợp lý luôn, 4 xung thành. Chinh phục kia là nó kết liễu nha mọi người. Kết liễu tướng dưới 5% đó. Đấy. Ao. Giống như là máy chém nóc sết vậy. Đấy. Mấy thằng tăng mà máu gần hết là chết luôn. Quên mình câu coi rồi luôn.
Mình đi 3 tiền bắn mỗi tay luôn à. Bấm. Rồi, lật ngược với tình thế 5 trận thắng liên tiếp. Modern. Lấy nào ta? Lấy gần bảo hạch cho Elite nè. Lời nó trâu rồi. Trâu quýnh lâu cũng phải chết chứ. Ăn được anh em. Chưởng lực nhìn đẹp ha. Bắn Barret. Eloy. Mình không thích chơi. Rồi có xây luôn em. 4 xung hình. Rồi. Ta công lý cho gắt lăn luôn nha. Bình bình. Ai lại này quỷ hư cho Elite luôn hợp lý. Lâu nào mình mới một sao. Nói loạn. Bán luôn. Elite 2. Thì quen mình là phải nói là quá trâu luôn nè. Mình nói là cần hết luôn. 4 xung hình là giờ tăng Bách đại sát thương dữ lắm nha nè. Mà sao tăng 40%. Trước thì tăng chống chịu. Nói chung là mình không có ấn học viện nên là chơi 5 học viện nè, không kích được mốc 6. Elite 2 luôn. Rồi 5 cho Elite luôn, hợp lý. Đổi lên M2 liền. Còn luôn nè. Reo. Giờ ra Leona chết cây. Nãy bán Leona, giờ ra Leona. Của họ chấp lăn tao đau thôi đâm khủng luôn. Cứ sự quen tăng tốt là đằng sau nó bắn hết rồi anh em. Từ chót bảng mà giờ lên dương lên gần đầu bảng rồi em. Còn rồi 6M luôn. Rồi bỏ kích lên vô quán bắn phụ luôn nè. Cedica
The heart of Piltover is its people. Chị giả. Next time, try to leave a dent. Nhờ tới tới 5 vàng ai. Ủa cách lên ra nhiều vậy trời. Ủa đó. Rồi lá này cho dây là hợp lý luôn. Đem hết cho dây luôn. 9 dây 2 nó ngon rồi. Đầy hài luôn. Quá ngon nè. Chính xì cô hai cái cho anh đổi ra M nữa cái ngon luôn. Mà chắc ăn luôn rồi. Ông này chịu không nổi. Ok GG anh em nha. Đừng quên cho mình một like đăng ký kênh nha nè. Ủa? Chưa thắng nữa à? Bị lắc sao chứ? Ủa? Chưa anh em, chưa. Nó còn 4 máu. Rồi, cách lên 6 con luôn rồi. Mà dáng này là... thắng chắc rồi nè. Mình chết hay nó chết gì cũng end game hết. Nhưng mà tên bạn quýnh không lại tên mình rồi. Tên mình trâu hình này. Rồi tập 1 trên tầm tay nè. Anh em có thích mình làm video nào thể loại nào nữa thì có thể comment cho biết ha. Rồi, GG mọi người luôn. Bấm. Rồi, bye bye mọi người nha.